Rồi, xin chào anh em. Chào anh em, mừng anh em đã đến với video tối ngày 6, ngày 5 tháng 6 trên kênh Em Hiếu Cần Nhật nha. Tối nay thì em lên cho anh một vài mẫu cần dây trong 2 khúc, 3 khúc, độ cứng từ 20 đến 120. Một vài mẫu dây dù, dây nylon. Và em có một con máy và một cái bát titanium. Trước khi vào thì em và cho em giới thiệu là bên em vẫn bán hàng vào kênh YouTube là Hiếu Cần Nhật. Fanpage Facebook là Hiếu Cần Nhật, hơn 4k6 người theo dõi. Anh em có thể lên đây tham khảo mẫu hàng ngày nha. Cho nên em bút mẫu hàng ngày để anh em mình tham khảo. Zalo của em là 0963 195 841. Bên em thì đi đơn đồng giá 30k trên một sản phẩm. Anh em là mua từ 2 sản phẩm trở lên, một chung một đơn, bên em bao ship hoặc là chuyển khoản 100% tiền hàng, bên em cũng bao ship luôn nha. Rồi, đầu tiên thì em mới hạ cần tay nên dư một con bát Fuji Titanium. Đây, hoạt động êm mượt không lỗi, còn để miếng cao su sau cần luôn nha. Con này anh em nào quan tâm thì em để anh em mình 250 bao ship, còn một con duy nhất. Còn bát hãng Fuji bóc luôn ngẫu nhiên 150-20 cái, anh em vẫn còn đâu đó tầm 20-20 cái nha. Anh em nào quan tâm thì cứ alo em, bên em vẫn nhận đi đơn cần phíp nha. Lô phíp 10 cây 85k một cây, 10 cây 850 bao ship, chuyển khoản nhận chuyển khoản, không nhận ship code. Rồi, tiếp theo em có một con máy Ben lùa đặt máy câu biển. Con này thì có chế độ tự xoay và xoay trong nha. Này, núm cầm thì còn khá là đẹp. Này, và có chế độ cho anh em thích sự ồn ào, drag. Đây, anh em thích im lặng thì không cần bật lên, còn anh em không thích to tiếng thì đây. Đấy, anh em thích tiếng drag thì đó. Con này em để anh em mình giá là 150 bao ship. Anh em nào quan tâm thì cứ alo em nha. Rồi, tiếp theo là mẫu dây dù 7 chấm và 6 chấm. Em còn ở đó vài cuộn mới về. 6 chấm thì 100m 80 là bao. Còn 7 chấm thì 100m 95 là bao. Cái này là hàng nội địa Nhật nha. Đây, máy đi Nhật Anh. Con này thì em để anh em mình 100k một cuộn. Anh em mua 3 cuộn thì mình bao ship. Tiếp theo là Nano. Nano này thì 0.35 và 0.25 đều là 100m. 0.35 thì tải cả 15kg, còn 0.25 thì tải 8kg. Đây, xeo đồng giá anh em 100k một cuộn, xuất xứ Ba Lan, xuất nhập Ba Lan xuất nhập nha. Hàng mới chưa sử dụng. Một cuộn 100k, 3 cuộn bao ship. Em còn hai cuộn cước cuối cùng. Dọn kho còn hai cuộn cuối cùng. Con này là thấy thông số là 15 là bao này. 0.31 mm này, 6.8 nội địa Nhật. Còn chiều dài thì không thấy là chiều dài. Con này thì em bắn mù nha, bắn mù cho anh em một con một hộp 100, hai hộp 200 bao ship, hai hộp cuối cùng. Rồi, tiếp theo em lên cho anh em hai khúc dây trong. Anh em thích sự chiêu chiêu thì đây, hai khúc dây trong của nhà Suzumi, 2m4 cứng 20. Anh em tải nhẹ. Con này thì khoảng tầm mất thông số 200g thôi. Còn ngọn thì 2 chấm. Đây. Nói chung hôm nay thì cần dây trong này thì giá rẻ thôi nha, từ 450 đến 600 ngàn thôi, 600-700 ngàn thôi nha. Rồi, con 2m4 cứng 20 thì để anh em mình giá là 450. Tiếp theo, con Intermaster 2m1 cứng 20, hàng Korea xuất Nhật. Em này thì cân nặng 160g, còn 2.5. Đây. Rồi, đồng giá của em kia 250 thì em này cũng em kia 450 thì em này 450 luôn nha. Cứng 20 thôi, anh em thích sự nhẹ nhàng. Tiếp theo là mã số 3. Một em Intergate của nhà Ryobi, Korea xuất Nhật. Em này thì 2m1 cứng 30,
nặng 200g còn 3 chấm. Con này cứng hơn con kia xíu. Con này thì có kèm cái đồ Ruby của nó đây. Rồi, bát Fuji luôn này. Em này để anh em mình giá 500. Cho anh em về thích công ngâm đây. Tiếp theo là một em công ngâm 2 khúc Inter Pro của nhà Suzumi. Em này thì 2m4 cứng 30. Cân nặng 370g, ngọn là 2.4. Đây. Con này thì cầm đầm tay hơn mấy con cầm đầm tay hơn con kia nha. Có quen chịu cân. Rồi con này để anh em mình giá 500. Tiếp theo là em số 5. 2 khúc dây trồng Maraway của nhà Suzumi luôn nha. Em này thì 2m7, cứng 50. Cân nặng là 240g, ngọn 2.9. Rồi. Cái này cũng có bát giữ cân luôn nè. Rồi, con này để anh em mình giá 500 luôn nha. Tổng giá em kia. Tính để anh em 5 rưỡi mà thôi. Để anh em hốt có cái chơi. Tiếp theo, 3 khúc dây trong. Em này thì cũng là Interline của nhà Suzumi nha. Em này thì 3 khúc này thì dài 3m, cứng 50. Cân nặng 370g. Ngọn 3 chấm. Em này để anh em mình 500 nha. 3 khúc dây trong 500. Cứng 50. Tiếp theo là 2 khúc dây trong cũng là Suzumi luôn. Nhưng mà em này thì 2m7, cứng 50. Cân nặng 300g. Ngọn 2.4. Đây. Rồi em này thì để anh em mình 500. Đa số dây trồng thì rẻ. Này có nhiều người hỏi để em mới lên dây trồng. Ít khi em lên dây trồng nha. Tiếp theo là 2 khúc dây trồng Medalit của nhà Alpha Parke. Em này thì 2m7, cứng 50. Nặng 240g, ngọn 2.4. Đây. Cắn bật mút nha. Rồi, em này để anh em mình 500 luôn nha. Bát Fuji nè. Rồi, đến với mẫu số 9. Mẫu số 9 là dành cho anh em mà thích bạo lực nha. Cũng là Interline Suzumi, nhưng mà em này thì cứng 80 và 2m7. Cân nặng thì 310g, khoảng 3.2. Con này cứng 80 thì để anh em mình 600. Đây. Rồi, đến với mã số 10, mã cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Một em Maraway của nhà Suzumi. Em này thì thông số hơi đảo một chút là em này dài 2m1, cứng 120. Anh em thích cho bạo lực thì em này quá ok luôn nha. Em này thì ngoại hình thì có chày xước, bọng, mút, không phải chất lượng này. Còn ở đây thì bị đổ keo, có dự bát cần lại. Em này thì nặng 230g, ngọn 3.8. Em này em để mình 250 nha, 650. Một em 2m1, cứng 120. Em cuối cùng. Rồi, đó là 10 mẫu cần dây trong giá rẻ, độ cứng từ 20 đến 120. Anh em quan tâm mã nào thì cứ alo em hoặc là comment mã trong số điện thoại, em sẽ liên hệ lại sớm nhất, gửi thông tin chi tiết anh em tham khảo nha. Thôi, bên em còn một vài mẫu cước thì anh em cứ quan tâm mã nào thì cứ alo em. Thôi, clip của em đến đây là kết thúc. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ. Ngày mai đi câu thật nhiều cá nha. Anh em xem like thế, xem video thấy hay, cho em xin một like, một sub để em có động lực ra nhiều video hơn nha. Chào tạm biệt.